có ba chân lý mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện được. Một là tâm rộng lớn, hai là lời nói hòa nhã, ba là dùng căn tánh từ bi để phụng hiến suốt cuộc đời. Ba câu châm ngôn này, đó chính là nền tảng để xây dựng nhân tính, khiến chúng sanh yêu thương thân thiện. Dù nghèo hèn hay giàu sang, thì cuộc sống đều có sự khổ đau. Chỉ khác biệt là nỗi khổ của mỗi người không giống nhau. Các tỳ kheo và tỳ kheo ni, cho đến hôm nay, những kiến thức mà ta truyền trao lại cho các con cần phải tư duy tường tận, quan sát cẩn thận, ứng dụng vào trong việc tu tập. Trước tiên phải tự mình lãnh hội lấy, rồi mới có thể chia sẻ với người khác. Từ hôm nay, các con hãy gánh trên vai trách nhiệm nặng nề là truyền bá chân lý vô thượng đến với tất cả chúng sinh. Không nên vội tin vào bất cứ điều gì, dù đó là lời của ta từng nói, cho đến khi nào các con vận dụng học thức và trí tuệ của chính mình, sau đó tư duy, xác định điều đó hoàn toàn, đáng tin không còn nghi ngờ.